Chào mừng quay trở lại, mình là Cloud Doris. Hôm nay thì là thứ hai và mình sẽ bắt đầu một tuần thật là năng suất. Mình đã lên kế hoạch trong video trước rồi, reset lại toàn bộ cuộc sống cũng như là việc học tập. Thế nên chúng ta sẽ hãy cùng nhau thực hiện điều đó nhé. Đầu tiên thì gấp cái chân cái màn cho nó gọn lại đã, uống hớp nước xong rồi vén cái màn lên trông cho nó thoáng đãng. Sau đó thì mình đánh răng rửa mặt và ta-da! Thật là xinh đẹp, thiên thần. Sáng nay thì bạn cùng nhà mình rủ đi ăn sáng mọi người ạ. Đây là một cái sự kiện vô cùng chấn động. Trời ơi, từ lúc bắt đầu kỳ học đến giờ không, từ lúc mình quen nó là chỉ có mình rủ nó đi chơi chứ cháu giờ nó rủ mình đi. Và hôm nay nó rủ mình đi, oh my god. Are you ready? Two seconds. No, I'm ready. Trong 2 giây chờ đợi bạn thì mình sẽ cho mọi người xem căn nhà mà mình đang sống nhá. Ngoài ký túc xá thì trường mình cũng xây nhà để cho học sinh ở nữa. Đây là nhà của mình nè. Trông rất chìa cổ kính kiểu Mỹ ngày xưa ấy. Cái nhà này cũng được kiểu hơn 100 năm rồi, mình nghĩ như vậy. Hơn 100 năm rồi đấy. Cho mọi người xem cái phòng bên này là phòng chung, phòng cộng đồng. Trông rất là ấm cúng nhỉ. Kiểu nhà bên Mỹ mình thấy từ trên phim cho đến ngoài đời trông rất là ấm ấy. Còn bên này là phòng nhà ăn. Đấy, trông đẹp chưa? Nhà mình ở thì là theo đạo Do Thái, thế nên là mỗi thứ 6 thì họ sẽ tổ chức một cái bữa ăn gọi là Shabbat. Thì tất cả mọi người trong trường ai cũng được có thể đến nhà mình và sẽ có một đầu bếp riêng nấu cho bọn mình ăn. Outfit ngày hôm nay thì áo trong là mình mua ở 8 Seconds ở Hàn. Quần thì mua dạo trên đường phố ở Hàn. Còn áo khoác ngoài thì là mua ở Cotton On. Túi sách thì là của Uniqlo, đựng được rất là nhiều luôn. The weather is today so nice. Stop lying. Okay, where are we going? Hey. Tiếng cười run rẩy, mình sợ chó mọi người ạ. Đây, ngay đối diện trường mình là chiếc hồ sâu nhất nước Mỹ, hồ Seneca. Và đây là nhà chủ tịch nè mọi người. That's so bitch. Yeah, I mean, she would never have said that if it was Ben. Yeah. Vừa đi vừa tám chuyện bị phân biệt đối xử trong chính ngôi nhà, khi mà mình sẽ kể cho mọi người nghe rất là kinh khủng. Trời ơi. It's so pretty. Oh, so pretty. I will cover your face. I will cut you out. Can I eat here? Let's go. Đây là quán ăn sáng ở Mỹ. Ở Mỹ thì kiểu hay phân ra quán ăn sáng, quán ăn tối. Quán ăn sáng thì thường nó chỉ mở đến tầm 2 giờ chiều thôi. Đây là một tiệm bán đồ ăn sáng rất là Mỹ, kiểu khoai tây, trứng, bacon các thứ. Mình thì ăn 2 cái French toast và dâu và whipped cream. Mọi người cũng có thể làm cái này ở nhà nha, dễ lắm. Nhúng vài lát bánh mì vào hỗn hợp trứng và đường, xong rồi thêm những cái mứt dâu và whipped cream lên trên, thế là xong, rất là ngon luôn. Hôm nay trời đẹp đến phát khóc luôn, kiểu bọn mình vừa đi vừa tấm tắc. Bây giờ thì bọn mình ra một cái tòa nhà gần bờ hồ để có thể ngồi học và uống cà phê. Ở gần biển hay hồ, ở Mỹ mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái con mỏng biển, những một chùm chim nó đứng vây quanh bờ hồ luôn. Hoặc là cái lần mình đi San Francisco còn có cả một đàn hải cẩu nằm lũ lượt, xong rồi kêu rất là kỳ cục. Mình đã đến tòa nhà đấy rồi đây. Đây là một nơi kiểu dành cho khách du lịch ý. Thì chỗ mình học rất là nổi tiếng với việc pha chế và làm rượu. Thế nên là có rất là nhiều loại rượu ở đây, từ cái chai bé xíu cho đến những cái chai to mà giá cũng rất là phải chăng nha. Mình cũng chưa thử bao giờ, để khi nào mình sẽ mua một lô về xong rồi thử cho mọi người xem. Mình đang học về một chiếc view siêu siêu đẹp luôn. Ngắm ra hồ Seneca. Một chiếc view triệu đô. Hôm nay thì mình phải viết một bài luận và nó sẽ đi vào trường ngày mai. Mình vẫn chưa bắt đầu một cái gì hết, mình mới xem phim xong và đọc xong những cái readings thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào viết. Mình đang phải xem một bộ phim là A Star Is Born. Nếu mà mọi người chưa xem thì nó rất là hay và nó rất là đẹp. Thế mọi người hãy xem đi nhá, bản 2018 của Lady Gaga. Bây giờ thì bọn mình sẽ ngồi học thật là say sưa và đung đưa. Trời ơi, cái bạn mình nó cứ đung đưa ấy. Wow, so pretty. Lang thang cả buổi sáng thì bây giờ quay về trường để đi học lớp đầu tiên là lớp theater Pit to Stage. Đây là một lớp kiểu dành cho những cái người mà mới học theater. Nhưng mà mấy kỳ trước thì mình toàn học những cái lớp nâng cao, thế nên là cái lớp đầu vào mình chưa kịp học, thế nên mình kiểu học ngược ý. Và đoán xem, lớp này chỉ có 3 học sinh thôi mọi người ạ. Đến giáo sư vào buổi đầu tiên còn bị sốc cơ. Mình đã xong lớp đầu tiên rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến thư viện để chờ đến lớp thứ 2. Trời ơi, cái cây đẹp chưa? Nhìn vào lá cây đoán được ngay mùa gì. Ok, và đây là lớp thứ 2 của mình. Trong một căn nhà rất là rộng.
Lớp thứ hai của mình là Global Television, thì đây là một lớp truyền thông. Bọn mình học về nền tảng xem video trực tuyến lớn nhất, đó chính là Netflix. Bọn mình học về các thuật toán của họ để có thể kiểm soát người dùng, nhưng mà vẫn tạo cho bọn mình những cái tư tưởng là bọn mình đang kiểm soát nó, và cách Netflix toàn cầu hóa những bộ phim của họ. Học xong ra ngoài nhìn bầu trời mà nhẹ nhàng cái tâm hồn luôn ấy. So pretty. Mình vừa nhận được một hộp quà bí ẩn to đùng luôn, không biết là cái gì bên trong, nhưng nó rất là nhẹ. Vội vàng chạy vào nhà ăn để lấy cái dĩa mở ra xem là cái gì. Thì u trời đất ơi, chả có gì bên trong cả mọi người ạ. Mình không hiểu đây là cái gì luôn ý. Mãi sau này mình mới nhận ra đấy là đồ từ Apple. Mình định trade in cái máy tính của mình, tại vì mình vừa mới làm hỏng cái màn hình mọi người ạ. Tiền sửa thì tận 400 đô, còn tiền trade in thì có 300 đô thôi, thì mình vẫn đang phân vân. Sau đó thì đi về nhà để thay quần áo đi tập gym. Thì oh my god, bầu trời, trời ơi mọi người nhìn đi. Đẹp kinh khủng khiếp. Trường mình sóc với hươu thì nó cứ tung tăng cả đàn trong trường ý. Có lần đang đi bộ mà con hươu đi ngay bên cạnh mình không biết luôn. Đây là nhà mình, nhìn từ đằng sau thì trông hơi cũ kỹ, nhưng bên trong thì cũng được. Vào bếp lục ngay xem có quả gì ăn không. Mình là fan có quả thì nếu là trong bếp cũng đầy ắp luôn. Hôm nay thì mình sẽ ăn quả mận. Bạn mình nó cứ trêu là để ăn mận cũng phải gọt vỏ. Sau đó thì nạp thêm tí đường vào một cái macaron để có sức đi tập gym chứ. Đây là phòng gym của trường mình nè. Sang đây thì mình lười tập đi hẳn, mỗi tuần mình chỉ tầm 1-2 lần đến phòng gym để tập tạ thôi. Còn những ngày lười lười thì mình đi bộ quanh hồ cho khuây khỏa. Xong bây giờ mùa đông nữa càng bị lười mọi người ạ. Yeah. And she know that like everybody in the house can hear that. Trong nhà mình lại vừa có biến, trời ơi. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn tối nha. Trời buổi tối kiểu trông ma mị ghê. Trời buổi sáng thì đẹp bao nhiêu. Going to dinner. Đây là bữa tối dành cho học sinh first generation, có nghĩa là thế hệ các bạn trong gia đình là người đầu tiên đi học đại học, thì mình cũng nằm trong top đó, thế nên mình đang đi ăn một bữa. Năm nay là đồ ăn châu Á trông siêu ngon luôn. Mình chỉ lấy siêu xíu đồ ăn thôi, không thì sợ không ăn hết. Đây là mấy cái bánh may mắn rất là phổ biến ở những nhà hàng Trung Quốc bên Mỹ. Mọi người tách đôi cái bánh ra sẽ có một câu triết lý nào đó. Bạn mình với mình nhận được cái câu rất là thấm thúy và rất là liên quan đến tình trạng hiện tại luôn. Hai mọi người, hiện tại thì mình đang ngồi viết luận đây. Trời ơi, nó đi vào trưa mai và mình bây giờ mình mới viết xong cái mở bài. Thì mình tin là chắc là tối nay mình sẽ phải thức đêm rồi, thức cả một đêm luôn. Hello mọi người, hôm nay là thứ ba và mình đang trên đường đi học lớp đầu tiên là lớp animation. Thì sáng nay mình đã thức, không, mình đã dậy rất là sớm từ kiểu 6 giờ sáng để ngồi viết cái bài luận, tại vì tối qua mình đã đi ngủ. Nhưng mà mình đã viết xong rồi, bây giờ chỉ cần recheck thôi. Chờ mình không tin được mình viết một bài luận trong vòng 3 tiếng. Không phục, không phục. Trời hôm nay trời quá là đẹp luôn. Trời ơi, cái đường đi học trông như thế này thì ai không muốn đi học nữa. Đây nha mọi người, đây chính là khung cảnh trời Mỹ. Cây cỏ mùa thu kiểu vàng óng luôn ý. Đây là cái cây hôm qua nó vẫn màu đỏ thì hôm nay nó đã hơi chuyển vàng rồi. Nhặt một chiếc lá lên thật là lãng mạn. Lớp học đầu tiên là Global Animation, là một lớp học về hoạt hình. Sáng nay mình còn có một buổi thuyết trình về Spirited Away cũng như là thông điệp về môi trường của bộ phim. Sau đó bọn mình chạy sang lab để làm phim hoạt hình cho dự án cuối kỳ này. Trông rất là chuyên nghiệp đúng không? Đây là một bộ phim kiểu tranh đoạt ngai vua các thứ, rất chi là drama. Nếu mà đến cuối kỳ được phép thì mình sẽ đăng lên YouTube cho mọi người xem. Ở Mỹ trước cửa nhà vệ sinh thì rất hay có những cái để phiêu nước như này, rất là tiện luôn. Ngay sau đó thì mình đi đến lớp thứ hai là lớp Media and Theory. Đây là một lớp truyền thông nâng cao. Mỗi tuần bọn mình sẽ đọc rất là nhiều tài liệu và sau đó chia sẻ quan điểm cá nhân trên một cái bài thảo luận nhóm. Lớp này có dạng là discussion base, có nghĩa là giáo sư và học sinh sẽ ngồi quây một vòng và thảo luận cùng nhau, chứ không có việc giáo sư sẽ trên bục giảng và học sinh ngồi dưới nghe. Hôm nay bọn mình có một hoạt động rất là thú vị và đặc biệt, đó chính là đi ra ngoài và lắng nghe những cái âm thanh của tự nhiên cũng như là của máy móc con người, và sau đó thì về thảo luận lại quan điểm cá nhân của bọn mình về những sự thay đổi khi tiếng động của con người và máy móc bị nhập vào thiên nhiên. It's gonna rain soon. Sau khi buổi học kết thúc thì mình đến thăm một giáo sư là advisor trong ngành truyền thông của mình. Mình còn mang cả tranh đồng hồ đến tặng thầy nữa. Đây là nhà thờ của trường mình, trông rất là nguy nga luôn. Ở trong thị trấn nhỏ này thôi mà có tận 4 cái nhà thờ mọi người ạ, tin được không? Bước vào đây cứ ngỡ là bước vào Harry Potter. Trời ơi, trong này có một cái thư viện siêu đẹp luôn. Ngồi học trong này chắc kiểu được khai sáng luôn ý. Vẫn đang làm việc, kiểu vẫn đang chắc là trăng dây trong chịt dưới. Ở kia, bên kia, xanh xanh đấy. À không, anh ấy đang chơi. Oh my god, so cute. Thì cuối tuần này sẽ là homecoming.
của trường mình, có nghĩa là cha mẹ học sinh sẽ đến thăm con các thứ. Mình thì gia đình mình tất nhiên là sẽ không thể bay một phát từ Việt Nam sang xong bay về luôn được, tại vì homecoming nó chỉ trong 2 ngày thôi. Nhưng mà bạn mình thì sẽ đến thăm. Oh my god, tự nhiên mình cảm thấy trường mình đẹp ngang luôn á. Tối nay thì trường mình có một buổi biểu diễn văn nghệ của các bạn học sinh ngành nhảy. Vậy nên mà mình đang đi xuống thị trấn để ăn tối và sau đó thì sẽ xem ca nhạc. Yay! Going to Bella's. Đây là một nhà hàng bán đồ Ý nhỏ nhắn xinh xinh giữa lòng thị trấn. Chỗ mình thì chủ yếu là người da trắng ở, thế nên là không có nhiều đồ ăn châu Á cũng như là không hề có một quán đồ ăn Việt nào. Trời ơi, một chiếc bánh mì nhồi đầy thịt phải gấp 3 lần cái mặt. Còn của mình là chicken parm và mì Ý. Ta-da, mời mọi người ăn nha. Hai đứa chắc ăn được 1/3 chỗ đấy xong rồi gói mang về. Và bill thì hết 44 đô là tầm 1 triệu. Trời ơi. Ngay bên kia đường chính là điểm biểu diễn văn nghệ của trường mình. Mình cũng đã tham gia một lần vào năm 2 đại học và rất là vui luôn. Nhưng mà năm nay thì mình không tham gia được. Và đang yên đang lành thì thấy anh Curse ngày xưa ở lớp tiếng Nhật. Trời ơi. Vẫn đẹp trai. Sau tầm 2 tiếng thì đã kết thúc rồi, rất là vui luôn. Tiện thể đang ở ngoài đường thì bọn mình cũng đi mua luôn đồ ăn cho tuần tới. Hôm nọ nghe tin có vụ nổ súng nên ra mình vẫn hơi rén. Cơ mà vẫn nhiều người nên ra vẫn cứ quyết đi. Đi tầm 20 phút thì đến siêu thị rồi. Mình phải mua 7 chùm cam quýt về ăn dần mới được. Mua thêm mấy cái loại ngũ cốc để ăn sáng thì mình mua một cái hộp của Kashi rất là ngon luôn mọi người ạ. Sau đó thì sang hàng bia để mua bia về ăn với pizza. Trời ơi, bên này vô vàn loại bia luôn mọi người ạ. Ngoài những vị bình thường thì là thì vị hoa quả, vị chanh, vị chua, vị ngọt, vị đắng đủ cả. Và phải mua từ 6 lon trở lên, trời ơi. Tính tiền tính nong xong rồi đi về. Trời ơi, một ngày siêu bận rộn của mình nhưng mà cũng rất là vui. Sau đó thì mình phải gọi bảo vệ trường đến để giúp bọn mình về chứ không đi bộ về cũng sợ. Chào buổi tối mọi người. Trời ơi, phòng mình nhìn cháy chưa? Nếu mọi người chưa xem video trước thì hãy xem đi nhé. Tại vì nó sẽ là trang trí phòng cũng như là reset lại cuộc sống. Còn video này thì đến đây đã là hết rồi. Mình mong là mình có thể quay nhiều hơn, nhưng mà như ngày nào của mình nó cũng diễn ra na ná nhau ấy. Thế nên là mình cũng chỉ dám quay 2 ngày thôi, sợ mọi người chán. Thì ok, bây giờ mình sẽ ngồi học và sau đó thì mình sẽ đi ngủ. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên cho mình một nút đăng ký nhá. Ok, ngủ ngon nha, bye bye.